낙가오 재밌다. 영화를 보다. 아, tính từ này cũng có. Cũng có chữ ita trong này, cũng có chữ ita. Thế tính từ này có khác với lại tính từ master không các bạn? Không khác lắm. Vì tất cả những tính từ mà có chữ ita hoặc cọc tà trong đó thì phải dùng nên. Phải dùng nên nha các bạn.재미있는 맛있는. À, học thuộc luôn nha các bạn. Chữ này, câu này cũng phải học thuộc, cái chữ này cũng phải học thuộc với định ngữ cho tính từ. Mà tính từ đó có ita hoặc cọc tà thì chúng ta phải dùng nên. Cái này thì phải học thuộc thôi. Để giờ sử dụng cho thật là chính xác. Thì chúng ta được là xem phim, xem bộ phim thú vị, xem một bộ phim thú vị, tôi xem một bộ phim thú vị. Poda, chia đuôi vô, nguyên âm ô gắn với a vô, rút gọn được là phải, thay vì là bô a vô thì chúng ta lược lại là phải. Rồi cùng nhau đọc nha. 재미있는 영화를 봐요. 재미있는 있는 có biến âm ở받침. 재미있는 영화를 봐요. Câu dưới nào, các bạn thử dùng câu dưới nào.